nữa, giờ đã mưa rồi. Đó, mưa. Tiếp một cái là cái camera này nó sẽ không có chấm nước, nên là trời mưa thì mình không có quay được. Nếu mà ví dụ mà có cái vỏ chấm nước thì mình quay. Do là không có đem theo cái vỏ chấm nước nên là trời mưa sẽ không có quay được. Bởi vì á, nếu mà quay thì cái camera nó sẽ bị hư, nó sẽ bị vô nước và nó sẽ hư. Mà một cái như vậy cũng hết 3 triệu vàng rồi, 2 triệu mấy 3 triệu rồi, đâu phải rẻ đâu.